Ừ, ta sủ rồi này xe, chúng có cơ vậy.
mà cho công nhân Thăng Long đang chuẩn bị về ăn cơm nữa. Giờ là 11:12 buổi trưa, đang chuẩn bị về. Mọi người thấy không? Cuộc sống lao động là công nhân dọn dẹp thì quá là mệt mỏi nha. Đi mấy cái đoạn đường tầm khoảng gần 2-3 cây số, vát đồ trội xẻng đi xung quanh các tòa nhà. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm với cuộc sống làm công nhân cơ sở. Mọi người thấy vất vả không? Các tòa nhà cao càng trời. Đội mình tổng cộng có 6 người nhé. Giờ chỉ có 5 người thôi. Lạc 1 người rồi. Nhớ là những người từ một cao xuống mà không đi không theo đạt thì sẽ luôn luôn bị mất dấu. Sẽ rất khó nha mọi người nhé. Rồng á, chả nó trồng tu, bây giờ một chế rồi. Ây ơi, hãy nó rồng tu. Chúng cầu cơ lý ư. Tên nón xe chú mấy giờ chú xí, bây giờ em phải mong nhớ tên nón lì lư. Chúng cầu thì tìa lý ư. Nhưng mà bây tuổi nhau bởi nó y nông cầu. Chả trồng tu lư, bây giờ một chế rồi. Tại kỳ nắng cho từ nắng ăn tận này qua thì vẫn mua cho nó kỳ tận nào qua cái ao xuân ơi cái thắt kỳ kỳ ta cho anh đi ta lỡ để chiên đi à giờ cũng mà từ nắng ăn cho cho tới 6 giờ lại lượn lùa phương cho xe nó mới ra mới ra đấy có tao để lúc không nó nâng cao mua hậu nó thọc hậu mà hậu đâu nếu có giống như vậy cho khó tao cứ tính nhau tụi tao ý thiên thế nào giờ sẽ ý làm mùa giờ chỉ bao mình thì giờ xuân nào sẽ sư luôn ta mình không đúng không được khó con thì là cho khó trong mùa xuân nào đây vào nó quay ông mới giờ cho tí này tới quay mới giờ mà xuân nào đây vào thằng cậu nó tệ bây hồi tiền bù ba nó này xuống nó chỉ bây mong lệnh hồi tiền bù ba nó mong đây đi mong đây hồi xuống nó này chỉ mua lấy tao bây để bây lọc kia mua cho khâu trâu nó cho khâu trâu nó chỉ bây hồi tiền dây nó dây nó dây trong tù nông nghiệp còn phải tập trung xử nạt đây vào sư sơn quá mà quá chúng mới xịt hả xử nạt đây vào sư là tồn tại lúc ơi quá chỉ cũ quá ủa con trả nó đi thật xinh có xe từng người mê nhé ấy trở xong nó đây vào sư giống cậu thịt kia thấy trên này bao tiền nó chưa xong nó nữa nó giờ số dê xưa thì xịt cho nó chặt đây này thì giống cậu chặt lời ok